Ông chú các quả rau gì ông chú ơi? Mày cho chú quả layer boom đi. Layer boom à? Ờ, các chú quả layer boom nhá. Xung quanh đằng sau gáy nhọn đuôi hoàng phi hồng nhá. Ok ông chú ơi. Ok vào việc luôn nhá. Dậy đi ông chú ơi. Quả layer boom của chú đâu? Cháu ơi, cắt nhầm, cháu thấy mặt ông chú để quả môi quyền chéo này hợp hơn với ông chú. Ôi rồi ôi. Chú bảo mày cắt đầu layer boom, mày cắt đầu chú rau mài ngắn ngối này. Cháu thấy để kiểu này, ông chú để kiểu này hợp mà, trông trẻ bao nhiêu layer boom. Hợp nhưng mà chú không thích kiểu đầu này chú để nhiều, chú chán lắm rồi. Chú thích kiểu layer boom mẹ đi cắt mày ngắn thế này bao giờ không? Ông chú cho thông cảm cháu. Thông cảm thế nào được? Ông cắt đi tóc ngắn như này bảo thông cảm không thông cảm được đâu. Bây giờ như nào? Cháu cả ngày làm được có 5 đầu thôi ông chú. Cầm tặng 5 lốp cháu. Không được ông cháu ạ. Chú thông cảm cho mày, ai thông cảm cho chú? Chú bây giờ chú để đầu đấy để chú đi có việc. Mày lại để đầu ngắn cộn như thế này, thông cảm là không thông cảm đâu ông cháu ạ. Thông cảm phải như nào mới thông cảm được? Thông cảm bằng mồm cũng thông cảm được. Chú cầm tặng 5 lốp nha cháu. Ờ, 5 lốp thì cầm tặng được. Đấy, 5 lốp. Ok ông cháu ơi. Thôi chú về nhá. Vâng, okay. Đấy, lần sau mày đừng có nhầm như thế nhá. Vâng. Chú không muốn lấy tiền của mày đâu, nhưng mà lấy tiền cho mày nhớ lần sau còn người khác, ông cháu nhá. Ông chú nuôi dài dài cũng sang nhá. Ờ, chú về nhá. Vâng. Lần sau rút kinh nghiệm nhá.